Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 19 Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa, vở bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách ra trang số 50 nào. Rồi chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu là hãy quan sát hai cái hình vẽ sau và trả lời các câu hỏi. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái hình nào. Hình thứ nhất là đây là bạn Hoa, đúng nào? Và hình thứ hai là bạn Nam. Hai bạn đều làm sao? Đang ăn một cái bữa sáng này. Lúc mấy giờ? 7 giờ đúng là kem. Vậy kem nhìn thấy nè, bạn Hoa ăn này có là bánh mì này, sữa này, đúng nè. Còn bạn gì? Bạn Nam thì ăn ở đây là xúc xích chiên, đúng nè. Rồi cái này cũng là gì? Đồ chiên nè. Và nước gì? Nước ngọt. Như vậy giờ ta hỏi này, em thường ăn sáng giống bạn nào? Đó, giống bạn nào? Tức là giống bạn Hoa hay là bạn Nam? Theo em, bữa ăn sáng của bạn nào sẽ có lợi hơn cho cơ quan tiêu hóa? Đó, như vậy thì các em quan sát ở đây. Một bạn thì ăn với những cái... Với gì? Với những cái thức ăn này, bánh mì này, sữa này, đúng không? Đó, còn một bạn là ăn là những cái đồ ăn mà sao có nhiều dầu, đúng không? Đồ chiên này, xúc xích chiên, đúng không? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ăn sáng giống bạn nào thì tốt hơn. À, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời ở đây là gì? Em thường ăn sáng giống bạn nào? Giống bạn nào nhỉ? Rồi, như vậy chúng mình sẽ viết câu trả lời vào đây các em nhé. Rồi cái máy của thầy nó cùi bắp chín xù, nó lại chạy như là rùa bò rồi đấy các em. Chưa có tiền để đầu tư cái máy mới vào đây nhỉ. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời ở đây là gì? Em thường ăn sáng giống bạn nào? Bạn Hoa, đúng không nào? Đó. Thường ăn sáng giống bạn Hoa. Được chưa? Rồi. Và chúng mình sẽ ghi như thế nào đây? Câu trả lời thứ hai này. Theo em, bữa ăn sáng của bạn nào có lợi hơn cho cơ quan tiêu hóa? Đó, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời. Theo em, thì bữa ăn sáng... Đó, bữa ăn sáng của ai? Của bạn Hoa, đúng không? Sẽ làm sao? À, có lợi hơn. Được chưa? Đấy. Thế này chúng ta đưa ra xích sang đây nữa nha các em. Có lợi hơn này. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã trả lời xong. Ok chưa? Rồi. Câu B này, ăn thường xuyên các món ăn giống bạn Nam sẽ dẫn đến hậu quả gì? À, như vậy thì chúng mình sẽ thấy này, nếu mà ăn thường xuyên các món ăn giống ai? Giống bạn Nam là những cái món ăn làm sao? Những món ăn có nhiều gì nhỉ? À, có nhiều dầu mỡ thì sẽ như thế nào? À, dầu mỡ thì sẽ đến hậu quả gì nhỉ? À, sẽ dẫn đến
dẫn đến gì? Hậu hậu quả gì nhỉ? À, hậu quả béo, béo phì nè. Gì nữa? Gì nữa nhỉ? À, dầu mỡ thì sẽ dẫn đến là béo phì, đúng không? Với cái gì nữa nhỉ? À, sẽ làm sao? Có thể nhỉ, gây tổn thương cho ai? À, tổn thương cho cơ quan gan của chúng mình nhá. Đấy, như vậy thì chúng ta cũng nên hạn chế ăn quá nhiều dầu mỡ nha các em. Ok chưa? Rồi, sang bài số 2. Người ta yêu cầu này, hãy viết tên một số thức ăn, đồ uống có lợi và không có lợi cho cơ quan tiêu hóa. Quá đơn giản đúng không ạ? Thức ăn mà đồ uống có lợi, đó là gì? À, như là sữa này. Đấy là đồ uống có lợi này cho cơ quan tiêu hóa của chúng mình, đúng không nào? Tôm, đúng không? Tôm, thịt, gì nữa? Cá, đúng không? Đấy, ăn nhiều cá rất là tốt. Rồi, rau gì? Rau củ quả, đúng không? Rau củ, hoa quả. Đấy, hay là kem ở miền Nam thì gọi là gì? Trái đó, đúng không? Rồi một cái nữa đó là sữa gì? Sữa chua. Rồi nước, nước ép. Ok. Đấy, như vậy đây chính là gì? Những cái thức ăn đồ uống mà có lợi cho gì? Cơ quan tiêu hóa của chúng mình kem nhé. Rồi, và xuống đây chúng ta sẽ ghi là thức ăn đồ uống không có lợi cho cơ quan tiêu hóa. Như vậy thì những cái thức ăn đồ uống mà không có lợi thì chúng mình sẽ có cái gì nhỉ? À, như là gì? Thức ăn có nhiều gì? Dầu mỡ này. Được chưa? Đấy, đây là một thức ăn không có lợi. Gì nữa? À, đồ ăn nhanh. Đấy, cái dạng thức ăn nhanh á, hay là chúng ta sẽ gọi là gì? Thức ăn mà đường phố đó, đa số người ta bán thì nó sẽ không có lợi, đúng không nào? Cái gì nữa nhỉ? Đồ ăn có gì? Có nhiều đường. Đấy, đồ ăn lại có nhiều gì? Nhiều đường. Thì đây là những cái thức ăn đồ uống sẽ không có lợi cho cơ quan tiêu hóa các em nhé. Rồi, đấy, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái bài số 2. Sang bài 3. Hãy nối vào cái mặt cười những việc làm đúng và cái mặt là gì? Mặt xấu này, những cái việc làm là chưa đúng ở các cái hình dưới đây. Như vậy các em nhìn thấy hình ở đây. Các em nhìn thấy cái hình này là hình gì nhỉ? À, đây là bạn bảo vệ đồ ăn bằng cái gì? Cái lòng bàn này các em. Đấy, như vậy thì bảo vệ đồ ăn bằng cái lòng bàn thì đây là cái việc làm là gì? Đúng hay là không đúng nhỉ? À, như vậy đây là một trong những cách để chúng ta bảo quản đồ ăn nhé. Ok chưa? Rồi, các em nhìn ở đây, bạn này đang là ăn như thế nào đây? Bạn này ăn như thế nào các em? À, bạn đang ăn với format à? Nhìn cái hình nó không được rõ lắm đúng không các em? Đấy, chúng mình nhìn này thì nó không được rõ lắm. Và hình ảnh này, như vậy chúng ta rất khó để quan sát mấy cái hình ảnh này đúng không? Chúng ta cố gắng quan sát. Tại sách này không có màu, sách của các em có thể nó sẽ có màu sắc. Rồi, đây là gì? Những cái thức ăn đồ uống là gì? Một cái bữa cơm này, bạn này thì đang làm gì đây? Uống nước trực tiếp, đúng không? Không qua đun nấu này. Đấy, như vậy thì chắc chắn là gì? Uống nước mà không qua đun nấu thì chúng ta sẽ chọn cái mặt gì? Mặt xấu này, đúng không? Đó, các em nhìn vào đó để chúng ta
cùng phân tích những cái hình nhá. Chúng ta phân tích những cái hình này xem. Như vậy thì thầy mới chỉ có nhận dạng được hai cái hình này, còn hình này thì nhìn chưa được rõ lắm này. Chúng ta nhìn cái hình đó xem là như thế nào đây. Hình đó sao nhỉ? Rất tiếc là mình không có cái bản sách màu ở đây để nhìn ra, đúng không? Như vậy với cái hình này thì chắc là sẽ là không tốt này các em, đúng không? Rồi, và bạn này thì đang là nấu ăn, đúng không? Với một cái bữa ăn là bạn ấy chuẩn bị rất là chi tiết, rất là chu đáo này. Nên cái hình này chúng ta sẽ nối với mặt gì? Wow, đi nhanh quá. Từ từ. Ở đây chúng ta sẽ nối nó với cái mặt gì được nhỉ? Với cái mặt cười, đúng không nào? Đó, đây nối với mặt cười nhá. Rồi, hình này đây là một trong những cái là chúng ta các bạn ăn trực tiếp là gì, cây, trái cây đó, hay là hoa quả bẻ từ trên cây xuống này, chưa có rửa, đúng không? Đấy, như cái này cũng chưa được phải là cái tốt này, đúng không? Chúng ta phải rửa để đảm bảo cái vệ sinh. Đấy, lỡ nó có con này con kia, đúng không? Đó. Và đây là cái hình gì nhỉ? Hình mà đồ ăn. Chúng ta thấy có ruồi nó bay quanh này. Đấy, có ruồi đây này. Không có bảo quản như cái bạn bên này. Như vậy cái hình này chúng ta cũng sẽ nối với cái mặt gì? Không tốt. Đấy, như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai cái hoạt động, hay là hai cái hình ảnh này chúng ta là gì? Việc mà gì? Làm đúng, đúng không? Và có mấy 4 cái hình ảnh là việc làm không đúng nhá. Ok chưa? Đấy, nhiều khi chúng ta nhìn những cái hình này chưa rõ lắm thì thầy tạm thời là chọn như vậy. Rồi, đến câu B đi. Theo em, chúng ta cần làm gì để chăm sóc và bảo vệ cái cơ quan tiêu hóa của chúng mình? Đó, để chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa của chúng mình thì chúng mình cần làm gì nhỉ? Quá là nhiều thứ để chúng ta làm, đúng không? Dễ như là ăn kem, đúng không nào? Đó. Như vậy thì chúng ta cần gì? Cần làm những việc gì nào? À, việc thứ nhất đó là gì? Ăn. Ăn như nào? Đúng giờ. Đúng không? Đấy, ăn đúng giờ. Cái gì nữa? Cái gì nữa nhỉ? À, ăn đúng giờ này, ăn đảm bảo đủ gì? Đủ các cái chất dinh dưỡng. Đấy, đủ các cái chất dinh dưỡng. Được không? Rồi, đủ chất dinh dưỡng ở đây thì chúng ta phải lưu ý chúng ta có đủ các cái loại chất như là cá, hoặc là thịt, hoặc là trứng, rồi rau, đúng không? Đấy, vân vân. Thì chúng ta phải ăn cho đảm bảo đủ chất gì? Dinh dưỡng nhá. Gì nữa nhỉ? À, một cái nữa chúng ta cần ghi đó là gì? Không nên ăn gì? Quá nhiều, đúng không? Ăn quá nhiều thì sẽ làm quá tải cái cơ quan tiêu hóa của chúng mình, đúng không? Không ăn quá nhiều. Đấy. Vì sao? Vì có thể dẫn đến cái cơ quan tiêu hóa của mình nó quá tải, thì chúng ta chỉ ghi là gì? Có thể ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa nhé. Ok chưa? Đấy. Và một cái nữa là các em lưu ý nè,
Vừa ăn, vừa gì? Vừa xem tivi. Đấy, cái này các em là mắc rất là nhiều đây này các em. Đấy, thầy thấy đa số nha, ở lứa tuổi các em là cứ mở một cái bộ phim lên bắt đầu là vừa ăn vừa xem tivi thì cái này cũng không tốt. Đó. Hoặc là vừa ăn vừa xem điện thoại. Đấy, những cái này là cái mà chúng ta nên hạn chế nha. Vừa ăn vừa xem điện thoại. Đấy, những cái này chúng ta nên làm gì? Nên tránh nha. Rồi. Sang bài số 4. Viết về một số bữa ăn hàng ngày theo cái bảng sau. Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng người ta gợi ý này, bữa ăn này, thời gian, tên đồ ăn, nhận xét về bữa ăn. Hay chẳng hạn như bữa ăn của chúng ta là bữa ăn buổi sáng đi. Ta chỉ liệt kê là sáng, trưa và tối thôi nhá. Được chưa? Thời gian ăn sáng của chúng ta khoảng từ mấy? 7 cho đến mấy giờ? 8 giờ. Đúng không? Thường thường các em đi học thì có thể là ăn sớm hơn. Vậy thì tên đồ ăn thức uống thì mình nên ăn bánh mì với lại gì? Sữa. Đó. Vậy đây là một cái đồ ăn rất là tốt vào buổi sáng. Như vậy đây chúng ta nhận xét đây sẽ là một cái bữa ăn gì? Bữa ăn nhẹ nhàng. Đấy, bữa ăn nhẹ nhàng. Và đủ gì? Đủ chất. Ok chưa? Rồi. Thứ hai chúng mình sẽ có một cái bữa ăn gì? Ăn trưa. Ăn trưa của chúng ta thì sẽ dao động từ 11 cho đến 10, 12 giờ trưa. Đúng không? Đấy, 11 đến 12 giờ. Vậy thì cái tên đồ ăn thức uống này thì cũng tùy theo, nhưng mà cái mà chúng ta không thể thiếu đó là gì? Cơm. Đấy, người Việt Nam mình thuộc người Á Đông thì lúc nào cơm cũng là số 1, đúng không nào? Đấy, tức là những cái tinh bột, cơm này. Phải có thịt hoặc là cá. Đấy, có thịt hoặc là cá. Được chưa? Nếu các em chọn thịt thì chúng ta không cần ghi cá nhé. Mà nhà bạn nào có điều kiện thì ăn cả cá và thịt đều tốt. Được chưa? Rau. Đó, phải có rau. Được không nào? Đấy, phải có cơm, có thịt, có rau. Đấy. Như vậy thì bữa cơm này chúng ta sẽ là như thế nào? À, nhận xét nó sẽ là đủ chất và đủ năng lượng. Đấy, đủ năng lượng để chúng ta hoạt động một cái buổi chiều tiếp theo. Và một nội dung nữa đó là bữa ăn tối. Bữa ăn tối của chúng mình thì thường khoảng từ mười mấy giờ nhỉ? Từ 17 cho đến 18 giờ. Đúng không? Thì bữa ăn tối của chúng mình cũng thường sẽ là có cơm. Đấy, nếu ở trên mình đã có thịt rồi thì ở đây chúng ta sẽ chọn là cá đi. Đấy, cơm, cá và rau. Đổi bữa đi đúng không nào? Như vậy thì đây cũng sẽ là gì? Đủ chất. Đủ chất và đủ năng lượng. Đấy, các em nhận xét ngắn gọn như vậy. Ok chưa? Rồi. Đấy, như vậy thì đây là một số những cái gợi ý về bữa ăn hàng ngày. Đấy, mà các em có thể tham khảo nhé. Và cũng tùy theo từng em, từng nhà thì chúng ta có thể có những cái thực đơn ăn này nó khác nhau. Rồi, và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong bài tiếp theo. Bye bye.